Sáng 21 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức lễ khởi hành đưa xe đi đón bà con Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn về quê. Từ sáng sớm, những chiếc xe đã xếp trước quảng trường 24 tháng 3 thành phố Tam Kỳ. Trên mỗi xe có treo một băng rôn có dòng chữ xe đón người dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Các xe buýt Taco Blue Sky 47 chỗ và đội ngũ 20 lái xe giàu kinh nghiệm đã được huy động. Trên mỗi xe bố trí 2 nhân viên lái xe, 1 cán bộ y tế và 1 tình nguyện viên hỗ trợ người dân trong suốt chuyến đi. Khi đến thành phố Hồ Chí Minh, xe sẽ đón người dân tại các địa điểm do Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện của tỉnh và Hội đồng hương cấp huyện tương ứng tại thành phố Hồ Chí Minh thống nhất. Thì hôm nay là tiễn đưa đoàn tình nguyện viên và các phương tiện cũng như là hỗ trợ về 100 tấn nông sản coi như thực phẩm để gửi cho bà con cùng khoảng số tiền khoảng gần 100 triệu đồng để gửi cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để một phần nào đó để hỗ trợ cho những người có cái khó khăn về vấn đề lương thực thực phẩm và gặp những hoàn cảnh nữa khó khăn. Riêng chúng tôi dự kiến đón khoảng gần là 300 người về đợt này. Trước khi lên xe, người dân phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR trong vòng 48 giờ. Người dân sau khi được đón về sẽ đưa thẳng vào khu cách ly, được xét nghiệm. Nếu không có vấn đề gì, thì sau 7 ngày sẽ được đưa về nhà theo dõi thêm 14 ngày. Toàn bộ chi phí ăn ở được tỉnh và các nhà hảo tâm lo.